đạo của Vi, liên hệ là nhà đạo Việt Nam. Tôi xin gửi tất cả các thầy cô làm công tác giảng dạy tại công ty Netco lời chúc sức khỏe, lời chúc thành đạt, chúc các thầy các cô luôn làm dạy gia đình hạnh phúc và làm tốt công tác giảng dạy đào tạo tại công ty của trường. Có thể nói là vào những ngày này thì bản thân tôi cũng đã từng là giáo viên vào cái tháng 11 và cái ngày 20 tháng 10, chúng ta đều có những nhất là các vị trí và chúng ta giảng dạy đều có những cái cảm xúc rất là khó đạt với vị trí những người mà chúng ta đứng trên bục giảng năm này qua năm khác, giảng đào tạo giáo dục các thế hệ học trò. Để một lần nữa thì thay mặt cho lãnh đạo công ty từ ngày 20 tháng 1 xin gửi tới tất cả các thầy các cô làm công tác giảng dạy của công ty và chúc sức khỏe xứng đáng và chúc sức khỏe đến tất cả các gia đình của thầy các cô, thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Và giúp cho tất cả các thế hệ học viên mà tham gia vào chương trình của cô điều mong mỏi của nhà trường cũng như là các thế hệ học sinh sinh viên trong trường rồi người lao động đến với công ty Netco thì không gì khác đó là một tương lai tốt đẹp hơn. Và muốn có được một tương lai tốt đẹp hơn thì không có gì khác đó là chúng ta cũng phải định hướng cho họ cho một cái hướng đi mà đến một cái đích tốt đẹp nhất. Thì tất cả những nội dung mà anh Trung đã chia sẻ thì tôi cũng mong muốn rằng với vai trò là những người chèo lái con đò kiến thức thì chúng ta hãy phát huy hết tinh thần trách nhiệm của mình và luôn luôn sáng tạo đổi mới, tìm cách đưa đến những cái khối lượng kiến thức tốt nhất cho học viên của mình. Làm thế nào đó các học viên mà thông qua Netco dù là du học hay thực tập sinh thì rất khoát phải đạt được mục tiêu đó là đã ra nước ngoài thì phải học tốt phải được. Và ngoại ngữ là một trong những công cụ để các em có thể tiếp cận công nghiệp 4.0, hội nhập kinh tế khu vực. Chúng ta không làm được tất cả, nhưng những cái chúng ta làm thì hãy làm cho tốt và làm cho hết sức mình để giúp cho các thế hệ học viên đến với Netco đạt được những đỉnh cao mà các em đã mong muốn. Và chúng ta là những người không những chỉ dẫn mà còn tư vấn, còn chỉ đường cho các học viên đi theo con đường mà đến cái đích mà chúng ta đang vạch ra theo cái kế hoạch, theo cái mục tiêu mà đặt ra. Thì có lẽ rằng với ngày 20 tháng 11, ngày tôn vinh những người làm thầy, cái nghề cao quý trong các nghề cao quý, thì chúng tôi cũng biết nói thì nhiều hơn bằng việc đó là chia sẻ những tình cảm, chia những tình cảm mà các thầy các cô đã có đóng góp trong thời gian qua cho rất nhiều khóa học của học viên của Netco. Chúng ta cứ hình dung một cách nhỏ nhỏ thôi, không cần lớn lao lắm. Công ty Netco một năm chúng ta sẽ phái cử ra nước ngoài rất khoảng gần 3.000 hoặc trên 3.000 lao động và như vậy cái quy mô đào tạo của chúng ta thì nó cũng tương đương với gần một cái trường cao đẳng. Và nhiệm vụ và các thầy các cô thì cũng gắn liền với những cái nội dung mà hoạt động của công ty thôi. Thế thì những cái hàng làm việc hàng ngày chúng ta không hình dung hết đâu, nhưng mà ngồi gấp lại thì cái khối lượng công việc, cái trọng trách của chúng ta nó là những cái thì có lẽ rằng những chia sẻ của tôi trong ngày các thầy các cô muốn đem đến cái tình cảm chân thành trong cái mong muốn của lãnh đạo đối với công tác giáo dục đào tạo của tỉnh và số lượng cán bộ nhân viên làm công tác giảng dạy chiếm cỡ khoảng 1/4 cái số lượng năm đến tháng tư số lượng cán bộ nhân viên của tỉnh. Chúng ta đang có những cái hợp tác đào tạo cái khác nhau
Còn nếu như với cái quy mô của chúng ta như vậy, với số lượng cán bộ nhân viên khả năng đặt cảm thấy rất nhiều vấn đề rất nhiều. Và cuối cùng thì cũng có thể khác và được là mong muốn các thầy các cô luôn luôn mạnh khỏe, tươi trẻ và cố gắng nỗ lực hết mình cùng chất lượng. Xin trân trọng cảm ơn những lời chia sẻ của thầy Bùi Kim Sơn, giám đốc công ty. Và kính thưa quý vị thân mến, để thay mặt cho lãnh đạo công ty gửi những lời tri ân và đặc biệt là có hoa tươi thắm chúc mừng tới ngày kỷ niệm Việt Nam, xin được trân trọng kính mời thầy Kim Sơn sẽ có hoa tươi thắm gửi tặng cho đại diện các thầy cô giáo trong trung tâm của công ty. Xin trân trọng kính mời cô giáo Nguyễn Thu Phước sẽ lên nhận hoa tươi thắm từ ban giám hiệu nhà trường. Mời. Lời đầu tiên tôi xin kính chúc thầy Bùi Kim Sơn, giám đốc công ty